Đông nay em như Quỳnh đâu á, hơi mưa rồi. Trên đây nắng chợ à? Chợ có một trên kia. Ở cửa phố không có chợ. Cửa phố không có chợ. Chợ cửa phố cũng to. Từ đây em đi lượn đâu nhỉ? Các bạn muốn lên đây chơi nhỉ? Cửa cuối tuần thì đẹp, cuối tuần thì lên hai tối em anh em đi lượn ra hồ Tây đi. Hồ Tây được. Tùy Nam Trần. Mà tối nay chắc là bắt xe à, mà đi xe ô tô là gì phải bắt xe nhỉ? Mà tối uống bia đi quẩy. À, uống bia đi quẩy khắc định. Tối uống nếu mà tối uống bia thì thôi, tối uống đêm mình uống được. Đêm uống được. Chiều mai về gì? Chiều về đêm uống. Đêm em đi ăn vịt. Có thật. Bố. Ừ. Đêm đi ăn vịt. Có vịt rồi. Chiều đến này đéo mua quả cầu ra đá. Đồ thật mà đá cầu đấy hay phết đấy. Ủa? Hả? Cầu gì? Cầu sắt đấy. À ừ, sắt hay phết đấy. Mua ở đâu nhỉ? Cầu ấy. Trời có đúng không? Không cần cầu lông. Cầu đế cao su. Cầu này. Đế cao su. Cầu đế cao su đế sắt đấy. Cầu đá mới sướng. Rồi. Cầu ngày xưa thời cấp 3 học đấy. Ừ, cầu đế phải cầu chuẩn. Lông vỏ đỏ ấy đấy. Đúng rồi. Cầu ở ngoài kia có mà. Có mà đi chứ tập lại đi mua cầu. Chứ không phải mua cầu nảy, cầu trắng trắng nảy nảy. Ừ, đi. Để em anh đi. Cái mớm này mày không lấy răng à? Thật đấy. Thế sao bỏ anh? Hôm mấy hôm nay không lấy răng. Thật. Bà chị có cho ngày bà gì còn tái. Rồi, thôi rồi. Giờ tôi đi mua cho.